Sáng mai anh phải đi làm nữa em. Giờ anh về anh sợ sáng mai anh dậy trễ quá. Trời ơi, chăm sóc vợ gì đâu, chỉ nhờ là có chút xíu thôi. Vậy mà cũng than á, buồn ngủ. Thiệt á, em không biết phải là chồng em không nữa. Thì nãy giờ anh có nói gì đâu. Anh bóp nãy giờ cũng 1 tiếng rưỡi rồi. Thì thôi, em muốn thì anh bóp tới sáng luôn. Chứ có gì đâu, anh có nói gì. Anh mà không nói, cái kiểu đó giống như cạnh khóe rồi còn gì nữa. Ồ, em biết rồi. Bây giờ em vừa già vừa xấu, ở nhà lo hả chăm sóc chồng con thôi, đâu có được như cái cô liễu kia đâu, đúng không? À em, anh đi xuống dưới pha cho em ly sữa nha ha. Ha, uống ly sữa cho nó ấm bụng xong rồi anh lên anh đấm bóp tiếp nha nha. Vậy mà kêu buồn ngủ, chồng với con. Phụ nữ là để yêu thương, nâng niu, chiều chuộng. Chỉ có tôi dạy thôi, là tối ngày chăm sóc chồng con không công vậy nè. Đây nè em. Uống ly sữa đi. Uống ly sữa cho ấm bụng dễ ngủ lắm. Ngon không? Rồi, ngủ được chưa? À em, hồi nãy á, anh xuống với anh pha sữa, anh còn nhận tôi nó giỏi dễ sợ kìa. Sao vậy? Giờ này nó còn thức, nó đấm bóp cho vợ nó. Cái gì vậy? Mà anh nghe nói là nó đấm bóp lại giờ là 2 tiếng đồng hồ rồi. Trời ơi! Tại vì vợ nó nói là sạch đẻ cho nên là trong người nó hay khó chịu lắm, cho nên nhức mình. Cho nên thằng tôi là phải bóp tới sáng lần đó. Ủa, cái con Nam Thanh này làm như em chưa bao giờ đẻ hay sao vậy? Phụ nữ thanh đẻ thì ai cũng đau nhức mỏi, nhưng mà đâu đến nỗi nào mà bắt chồng nó phải 2-3 tiếng đồng hồ hả? Rồi sáng hôm sau nó đi thức dậy nổi mà đi làm anh. Nhưng mà em nói vậy giờ vợ chồng chăm sóc với nhau là chuyện bình thường mà, giống như anh với em vậy nè. Thôi đi, cái con nhỏ này em phải nói chuyện với nó mới được. Đâu có hành hạ chồng mình vậy được, còn phải đi ngủ ngơi để mới lại đi làm nữa chứ. Thì anh cũng đi làm nè, mà giờ vẫn còn phải ngồi đây nè. Má anh mà biết được kiểu này chắc cũng la. Tôi biết mà, bây giờ chỉ kể công thôi, chứ có thương gì cái thân này của tôi đâu. Uống nữa. Chứ em đi đâu nữa vậy? Khuya rồi. Tôi cũng thèm uống sữa của ai pha hả trường. Tôi đi pha mì tôi ăn. Anh, ở bên ngân hàng của anh Trương á đang thanh lý một căn hộ cấp 4 giá có 1 tỷ hơn à. Anh Trương rủ em với Lân á hùn tiền vô mua, xong rồi cái mình sửa sang lại mình bán kiếm lời á. Anh thấy được không? Trương người yêu cũ của em á hả? Bạn với người yêu cũ gì mập quá. Coi bộ còn thân thiết quá ha. Thôi, em với anh Trương thân thiết như anh em ruột vậy á. Nên á em rủ về Thanh làm chung nè đó. Em chuyển cho anh 900 triệu rồi. Hay là anh chị có tiền không? Hùng với em đi, đảm bảo có lợi. Thôi thôi, làm ơn. Anh không bao giờ anh hùng tiền với người dân đâu. Đó mẹ đó, cũng mua căn hộ gì đó để bán á, cuối cùng có bán được đâu. Mình nếu có hùng tiền á là anh hùng với mẹ, chứ anh không có hùng với cái ông Trương rồi đâu. Tự nhiên, trời ơi, tiền dễ kiếm quá, đâu tới lượt mình. Ủa gì con? Ủa nhắc cái gì à? Nhắc ai vậy? Mẹ. Dạ. Ừ, mẹ mới nghe nói cái gì nhắc Trương Trương vậy phải không? Dạ có, có điện mẹ. Mới nghe tên gì Trương Trương á. Nè, có phải cái cậu Trương mà hôm trước qua đến nhà mình hướng dẫn mẹ làm thủ tục để vay ngân hàng rồi đúng không? Phải câu đó không? Nè, mẹ nói rồi đừng nghe. Không có được đâu à. Ngay từ đầu á mà mẹ biết cái người bạn đó là tên Trương á, bây giờ có cho tiền mẹ mẹ cũng không thèm. Mẹ, con đâu có nói chuyện đó đâu mẹ. Chứ là chuyện gì? Chồng con á là hiền lành hăng, chứ gặp người khác không có được như vậy đâu. Chồng nào mà cho vợ mình đi giao du với người yêu cũ như vậy? Mẹ, thì con cũng biết cái khoảng cách như anh Trương mà mẹ. Dạ mẹ biết không, anh Trương rủ con hùng tiền mua căn nhà ở bên ngân hàng của ảnh đang cần thanh lý, nên con rủ hả anh Tôm với chị Thanh nè hùng với nhau mua cho vui. À thì ra là nãy giờ câu chuyện là vậy ha con ha. Có gì mà làm ăn cái gì, con nít con nôi biết cái gì mà đầu tư mà mua bán nhà cửa cho vui gì không à. Nghe mẹ cấm tuyệt đối à. Nghe con không có biết làm mà đừng có đầu tư gì đó, mất trắng là lúc đó là khóc là đừng có nói sao à. Nghe trời, mẹ yên tâm đi, con với anh Trương như anh em ruột vậy á. Con hả muốn hả kiếm thật nhiều tiền để hả phụ mẹ, tiền ăn tiền... Thôi
Cái chuyện mà ăn uống thu chi gì trong cái nhà này á là để ba mẹ lo. Ba mẹ không có ngửa tay xin tiền tụi con đâu. Đừng ở đó mà lo, đừng có quậy phá. Manh động là được rồi, nghe chưa? Đó, nghe mẹ nói chưa? Chương 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 chương, nghe tên thấy chứ. Trời ơi, mẹ dữ quá ha. Nhưng mà mẹ đâu có biết em đã chuyển tiền cho anh Chương rồi. Đăng Thanh, làm gì dạo này em cứ tránh mặt anh hoài, em tránh như tránh dịch vậy á. Anh nhiều khi anh cảm thấy buồn lắm luôn á. Nếu như ngày hôm nay mà Phi Lân nói anh có mặt ở đây chắc em không ra luôn đúng không? Anh này, em có tránh gì đâu, tại em bận thiệt mà. Đúng lắm. Phải không đó, hay là chị sợ mẹ với anh Tân? Đúng rồi đó. Thật sự ra sợ thì cũng có sợ, nhưng mà anh với lại Đăng Thanh bây giờ đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tất cả chuyện cũ rồi đúng không? Đúng rồi. Chị là chị dâu của em, còn đây là anh trai của em, đâu có gì đâu mà phải sợ. Đúng rồi. Đây. Ủa, nè cô nương, uống đi. À ơi. Ủa, Chương khỏe không? Chương dạ khỏe. Trời đất ơi, nãy giờ kêu cà phê ra mà nhân viên bưng ra giờ mới thấy được mặt anh á. Trời, sáng giờ lu bu quá trời em ơi. Bữa giờ bán buôn gì được mà anh? Ừ, cũng nhờ Đăng Thanh nó lấy chồng mà anh làm ăn khấm khá em. Ủa gì hai? Gì? Ủa, hay làm như là em ăn xén ăn bớt tiền của quán hai lắm gì đó. Chỉ là những lúc em kẹt thì em qua đây em lấy đỡ em xài tạm thôi. Mà được cái ngày nào mà cũng kẹt hết trơn á. Hai này. Trời ơi, tao nhờ làm ăn khấm khá là nhờ mày lấy chồng đó. Bớt ám đi. Cái gì thôi nữa? Đi trà sữa đi, kêu đi trà sữa sao đem sữa tươi ra vậy? Trời, bớt đi cô. Bây giờ là có bầu rồi, thấy không? Ôi. Bây giờ ăn uống gì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ. Bây giờ uống sữa bầu đi cho nó tốt cho đứa nhỏ. Trà sữa hoài làm như mình còn tin lắm vậy đó. Uống sữa hoài ngán quá à. Trà sữa một bữa thôi. Bữa. Không có một bữa gì hết trơn á. Uống cái này tốt cho đứa nhỏ. Uống lẹ. Thôi nè, nói nghe nè, đừng có giận. Bây giờ nếu như mà nghe theo lời của anh với Phi Lân đi, rồi bữa sau á anh bao trà sữa cho uống. Anh hai. Hả? À, ngày hôm bữa đó em với lại Phi Lân á là coi như là có đầu tư vào một cái dự án bất động sản, mua được căn nhà. Thì mà hả? Mới mua có chưa được nửa tháng nữa là cái số tiền lời nó lên 300 triệu rồi. Trời ơi. Bây giờ là thị trường bất động sản là coi như là sôi nổi lắm. Bởi vậy á em á là muốn qua đây nè, kêu gọi là Đăng Thanh á hợp tác á đầu tư hùng vốn vô làm công ty bất động sản, mình đầu tư mình làm ăn cho khấm khá. Đúng rồi, bất động sản đang hot lắm luôn á anh. Dạ. Anh nói giùm em tiếng đi. Thì thấy hai đứa làm ăn được thì anh cũng mừng. Dạ. Nhưng mà bây giờ Thanh nó có gia đình rồi, có con nữa. Bây giờ kêu nó hợp tác với người yêu cũ thì thử hỏi người yêu mới nó sẽ như thế nào, đúng không? Em thương nó thì em cũng phải để ý chuyện này chút xíu chứ, để nó khó xử ha. Anh hai nói đúng á. Bây giờ em bầu bì gì nè, đâu có làm gì được đâu. Thôi, hai người hợp tác nhau vui vẻ, chúc hai người thành công nha. Nói chung là mấy cái khó khăn đó thì anh Đăng Trường anh nói thì mình hiểu rồi. Nói chung bây giờ là mình vô đi, mình cũng ly, mình chúc mừng cái thành công của anh em mình. Dạ 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 dạ. Vô rồi, vô. 2, 3, vô. Ủa? Ê. Tôm, vô ngồi uống cà phê em. Dạ đúng rồi, ngồi nè với anh. Dạ anh hai. Em đi ở ngoài em nghe mọi người vô em tưởng vô lộn quán nhậu không chứ. Cái vậy hoài, quán cà phê của anh mà. Chương, ghé uống cà phê. Dạ em thấy mà. Cà phê. Đây là căng thẳng, em qua đây á là em tính chở Đăng Thanh đi mua trà sữa uống. Nhưng mà thấy Thanh có sữa là thôi. Sữa là anh ba, anh ba sữa là anh ba. Và em còn chưa uống được trà sữa nữa đó. Mày trà sữa hoài, anh mới tìm đang gọi là cái gì thử nghiệm một cái loại cà phê mà cà phê hạnh nhân á. Em ngồi đây đi, anh vô anh pha thử cho em uống ha. Vậy thôi được rồi anh hai. Thôi em ở lại á, mất công có người không có vui. Thôi mọi người chơi vui vẻ nha. Đây tốt, tốt. Thấy chưa? Tôm nó giận thiệt rồi đó. Anh đâu có ý gì đâu. Rồi giờ sao?